Xin chào anh chị. Sau phiên giao dịch hôm nay chúng ta cũng quay trở lại để phân tích thị trường và một số cổ phiếu mà phiên mai hoặc là các phiên tới anh chị có thể tham gia được. Tất nhiên ở giai đoạn này thì có thể nói rằng là cũng không thể là có những cổ phiếu cho anh chị tối ưu đâu. Đấy, thì anh chị theo dõi, anh chị lưu ý. Nếu như anh chị đang cầm 70% tiền, anh chị đang cầm 80% tiền, anh chị cầm 50% tiền, anh chị chưa full margin đúng không? Thì các cổ phiếu tí nữa mình sẽ giới thiệu anh chị đó là gì ạ? Đừng có bỏ lỡ cơ hội ở cả cái cổ phiếu này. Thì trong quá trình phân tích các dòng thì mình sẽ lồng ghép luôn để anh chị tiền theo dõi. Còn phiên hôm nay là một phiên thị trường rút chân rất là tốt, rút chân đến biến 20 điểm mà cũng là thấp nhất và cao nhất, nó đóng cửa là cao nhất phiên và rút chân luôn 20 điểm, anh chị loanh quanh 20 điểm đấy. Thì không biết phiên sáng nay á anh chị nào có anh chị nào vứt dép chạy chưa? Còn mình thì anh chị biết rồi, anh chị theo dõi mình anh chị biết rồi, SH, S rồi PVD, PVS các kiểu. Hôm nay có thể nói rằng là một phiên rất là rực rỡ đấy. Và nếu như mà anh chị đang cầm tiền hoặc là anh chị giai đoạn này hoặc là cả giai đoạn vừa rồi mà anh chị đầu tư không hiệu quả mà anh chị còn cảm thấy lúng túng và phương pháp của mình còn có vấn đề thì anh chị có thể tham gia nhóm khách hàng của mình anh chị nhé. Đợt này trúng nhiều do đó là PA một tí, chém gió tí, và anh chị muốn tham gia theo mình nhé, cùng mình nhé, đồng hành cùng mình thì anh chị thông liên hệ với mình thông qua số điện thoại đang có trên màn hình. Nhìn ra giai đoạn này thì anh chị biết rồi, mình có thể giai đoạn này là mình ăn rất nhiều. Tất nhiên thì mình cũng đánh không phải là nhảy ra nhảy vào nhảy ra nhảy vào mà cũng không cầm lâu quá đâu anh chị. Thường là những cổ phiếu tăng khoảng 20-25% là mình phải tính toán rồi đấy, có những cổ phiếu 10% phải tính toán, nhưng mình không tới cộng, mình không ôm lâu đâu đấy. Thì cái quan điểm của mình là như vậy. Còn cái nhịp trình của phiên hôm qua và phiên sáng nay thì sáng nay cũng có thông tin về TB các kiểu, nhưng mà ở video cuối tuần thì mình đã phân tích cho anh chị rồi, những cái tín hiệu chỉnh trong ngắn hạn là có là nó đã có ở cuối tuần rồi. Lý do vì sao là mình đã phân tích cho anh chị ở khung độ 1 giờ này, đây ở phái sinh này, đây tín hiệu một số cổ phiếu như là các cổ phiếu trụ này, thì mình nói và các cổ phiếu đã vượt lên thì thường nói xuất hiện test line này, thì đó chính là cơ sở để thị trường ở phiên hôm qua và phiên sáng hôm nay nó test lại và nó rủ lại. Và ở video cuối tuần mình đã chia sẻ với anh chị rồi, mình nói là sẽ có chỉnh là mình đã phân tích đầy đủ rồi. Tất nhiên thì một số anh chị vào xem á, thì anh chị có bình luận đây cũng viết bình luận rất là dài, nhưng mà mình xem là mình biết rằng là những anh chị như vậy thì chắc chắn là anh chị còn lúng túng trong phương pháp thứ nhất, thứ hai nữa là anh chị chắc chắn rằng sẽ có một điều là anh chị chưa từng trải nhiều. Không phải chúng ta phân tích thị trường chúng ta nhìn vào chỉ số vn đi giảm 3 cái nến hoặc là các thanh ba đấy chúng ta phản nó đấy gì, chúng ta phải mổ xẻ vào cả cổ phiếu nó ảnh hưởng đến cái dòng này của cái điểm số này anh chị. Đấy thì đó là một cái mà anh chị lưu ý thêm. Đấy còn cuối tuần mình rồi mình sẽ có trình, anh chị thấy rồi, phiên hôm qua phiên hôm nay phiên sáng nhúng xuống như thế này mình còn nói anh chị là có thể tẹt về vùng nền này, này. Đúng không? Tẹt, và khi cổ phiếu vượt đỉnh và thị trường vượt đỉnh nó có đi tẹt lại bình thường thôi đúng không? Còn bây giờ chúng ta thể đi vào phiên hôm nay luôn, chúng ta nói về ở thị trường ở khung độ ngay đấy ấy. Thì như hôm nay là chạm trước đến MA 20 đó anh chị, hôm trước chúng ta còn nói là sẽ có thể là chạm MA 20 đúng không ạ, và tương đương vùng đáy trước ngắn hạn á là như là ở vùng phiên thứ hai thứ ba tuần trước đấy, thì nó test lại thôi đúng không ạ. Và trong nhóm khách hàng ở phiên hôm qua đó mình có nói với nhóm khách hàng mình có nói là thị trường có thể test lại cái phiên thứ hai và thứ ba đầu tuần trước đấy, tức là ở vùng 1265 có thể, nhưng mà hôm nay nó 1268 tức là lệch 3 điểm so với nhận định của mình, thì những cái đó là chúng ta chấp nhận được đúng không. Còn bây giờ như thế này gì nhá, như thế này thì có thể là nó sẽ tiếp tục tích lũy thêm đấy. Đấy chứ không hẳn là nó sẽ lên luôn, không hẳn là thị trường này lên luôn đâu, có thể là lên được khoảng ở vùng 1290 nó sẽ tiếp tục lấy tẹt lại một lần nữa hoặc là nó cân bằng ở phía trên. Còn nó xu thế á, là anh chị sáu đừng có thấy là hôm nay một phiên rút chân khối lượng lớn thế này nó sẽ bay luôn, nó chứ có đâu. Bởi vì sao? Bởi vì các cổ phiếu mà nó ảnh hưởng đến điểm số vừa nãy á, ví dụ các cổ phiếu trụ mà đang nằm ở đáy này, đáy của VN là 1020, nhưng cổ phiếu đáng nằm tương đương với VN ở vùng này á, là nó vẫn đang ngói ngọt dưới trở lên này. Và cả cổ phiếu bánh trong hiện tại nó lên là con khó, trong ngắn hạn là con khó. Thứ hai là cả cổ phiếu mà có thể lên được á, thì sau phiên hôm nay nữa anh chị thấy rằng là hầu thì cả cổ phiếu có vốn hóa vừa mới nhỏ, trừ GVR hôm nay có tăng tím anh chị nhé. Đấy và GVR hôm nay có thể là nhóm ngành dầu khí và nhóm ngành cao su đúng không ạ? Tất nhiên hai nhóm ngành nên nó vào sóng rất ok rồi, nhưng mà nó có thể dần dắt được thị trường để mà đi lên á, là nó không không mạnh. Đấy, do đó nó có thể là cổ phiếu có thể tăng mạnh nhưng mà thị trường có thể đi ngang. Đấy, còn thị trường ở giai đoạn này thì có thể là các phiên tới mình cho rằng là có thể là
kéo lên được khoảng một, có thì thôi ở đây 1290 92 gì đấy, vùng này sẽ đầu nói tiếp tục tích lũy đến này đấy, cái trên này thì anh chị xem thêm. Còn nếu như nhìn theo khung đồ dưới ngay ở đấy á, khung đồ dưới ngay thì anh chị xem đây này, đấy tức là nó lên đang, nó đang có gặp hai vùng đỉnh ở đây, nó đang gặp hai vùng đỉnh đấy đúng không ạ, nó gặp hai vùng đỉnh này thì nó có thể là có quá trình test lại nữa một lần nữa trước khi mà nó thu hẹp cái biên độ, đồng thời là nó sẽ chặt chẽ hơn trước khi nó lên. Đấy, tất nhiên thì nó cũng có những trường hợp là nó sẽ tích lũy trên vùng 1285 một số cái nền, sau đó nó tiếp tục kéo đúng không? Nó đầu khung đồ dưới ngay là khung đồ một giờ là như vậy. Còn nếu như mà cùng theo trường khóa khung đồ ngay á, thì nếu như theo trường phải của ý chí á, rồi anh chị thấy này, đây cho to ra anh chị xem này. Như vậy thì phiên hôm nay là một phiên mà như là đường ten cán sén là đã kéo lên hẳn ở vùng 1275 rồi, và vừa nãy chúng ta là mở cửa ngay cái vùng 1285 xin lỗi 1275 tức là ngay cái đường ten cán sén. Tất nhiên cũng có do yếu tố thông tin và một số cổ phiếu nhóm bánh và một số cổ phiếu nó đạp nữa, do đó là nó chạm xuống gần đường MA20 đấy, và là đường màu vàng anh chị này, và nó đóng cửa là cao nhất phiên. Và nếu như nhìn theo trường phái này thì anh chị thấy rằng là hiện tại để mà thiết lập một xu thế tăng á, là nó đồng thuận rất nhiều yếu tố thứ nhất á, là anh chị thể nhìn vào đường ten cán sén, đường ký jun ký jun sen và đường MA20 á, thì nó đã theo một trình tự để tăng rồi, tức là đường ten cán sén nằm trên này, đường MA20 nằm chính giữa này, và đường ký jun á thì nó nằm dưới cùng, và cái hướng dốc lên của nó rất là mạnh là một điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là một cái nền đóng cửa là rất là lớn, xung lực rất là lớn, đóng cửa cao nhất phiên với khối lượng lớn đấy. Và nếu như theo Bollinger thì anh chị thấy rằng là Bollinger là đang hướng lên rất là mạnh, đấy, đang hướng lên rất là mạnh, và đường ten cán sen thì nó hướng lên rất mạnh, và đường ký jun sen cũng đang hướng lên rất mạnh. Và thứ ba nữa là anh chị nhìn vào phía trước là mây tăng, và mây này cũng dốc lên còn rất là mạnh đấy, do đó là những cái điều kiện này có thể nói rằng là nhìn vào vườn ý không á, thì chúng ta thấy rằng là cái xu thế tăng có thể là cái nhịp sắp tới có thể là rất là mạnh. Tất nhiên nó có thể là tiếp tục cân bằng ở cái vùng lên này, trên này có vùng lên 1290 này, là nó có thể cân bằng thêm một số phiên, đó là nó bứt lên. Thế đó đó về đồ khung đồ ngay theo trường phái đó thì anh chị xem thêm những yếu tố như vậy. Còn nếu sẽ quay trở lại đấy theo đồ trường phái ngay á, thì anh chị thấy rằng là cái phiên này như này, phiên ngày 26 tháng 3 này đúng không ạ, phiên này là phiên thứ ba tuần trước này, là một phiên cùng nhúng xuống MA10 bật ngược lên cao nhất phiên, nhưng sau đó là 3-4 cái nến từ phiên thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ hai là 3 phiên, là như thế nào nó giao dịch vẫn trên 50% của cái nến của phiên thứ ba tuần trước. Rồi đấy là một tín hiệu tích cực. Tất nhiên như hôm nay nó nhúng xuống thêm một tỷ nữa là nó vừa chạm MA20 bật ngược, là kéo ngược là thứ nhất, thứ hai là do yếu tố thông tin những cái đó xem thêm, nhưng mà kéo ngược lên là khối lượng là khá là ok, và dòng tiền đặc biệt là gần như cuối phiên là sự biến động là rất là tốt đúng không ạ. Thế đó là về vấn đề chúng ta có một nhận định như vậy. Còn bây giờ chúng ta thể lồng ghép luôn cả cổ phiếu trong nhóm ngành, nếu như anh chị mà đang còn sức mua, anh chị còn tiền, anh chị còn chưa sử dụng margin, thì những cổ phiếu trong quá trình phân tích luôn á, thì mình sẽ hướng dẫn anh chị có thể cân nhắc để anh chị tìm điểm vào. Tất nhiên để mua được những cổ phiếu mà giá tổ rõ ràng nó phải tùy vào những diễn biến trong phiên, còn ở đây là mình chỉ hướng dẫn qua và mình gợi ý với anh chị một số cổ phiếu thôi, còn điểm mua rõ ràng là nó phải ok trong phiên anh chị nhé. Rồi đầu tiên chúng ta phải đánh giá qua với nhóm ngành nha, có lẽ dầu luôn phải đầu tiên. Dầu là hôm nay nó cho mình rất là nhiều lợi nhuận, cho nó phải phân tích dầu đầu tiên. PVE thì những cổ phiếu này mua ở vùng giá 37.5 là mình đã nói anh chị rất là nhiều lần rồi, và anh chị theo dõi mình là anh chị biết hôm qua mình có nói anh chị là cổ phiếu này nếu nó vượt lên luôn á, thì anh chị sẽ không còn cái điểm mua. Còn trong cái trường hợp nó gặp vùng đỉnh trước thì nó có thể tích lũy thêm một số phiến á, thì đó là những cơ hội anh chị tìm điểm vào. Nhưng mà như mà giai đoạn này ở vùng giá 37.5 anh chị không vào được, thì lên đây anh chị sẽ rất là khó để mà anh chị tìm được điểm vào đúng không ạ. Còn hiện tại như thế này rõ ràng trong ngắn hạn thì có thể nói rằng là anh chị đã quá một cái điểm mua rồi. Đấy, thế đó là PVE. Rồi PVD vùng giá 28 mình đã khuyến nghị với anh chị rất nhiều lần. Đấy, thì có thể nói với cách thức vận động thì anh chị mà mua từ những vùng giá 28.000 này thì có thể nó rất là khó, bởi vì anh chị sẽ là không phân tích được, bởi vì cái biến độ này nó hẹp dần, anh chị này hẹp dần, và sau đó phiền nó siết chặt dần khối lượng nhỏ này, cái này là mình phân tích cho anh chị rất nhiều lần, và nó rủ một nhịp của nó lên á, thì rõ ràng sau đó là anh chị sẽ cầm được cái theo xu thế của nó. Và khi những cổ phiếu này nó đã vào sóng như thế này thì hiển nhiên là ở cái vùng giá mà 32.000 vùng nền này thì mình đã nói chị rất nhiều lần rồi, nó thứ nhất là nó lỏng lẻo dao động và khối lượng lớn, là anh chị sẽ không có điểm vào, do đó là cái vị thế của anh chị là nó rất quan trọng đúng không ạ. Còn bây giờ trong ngắn hạn thì cái điểm vào của anh chị là sẽ không còn đối với cổ phiếu này nữa đúng không ạ. Còn cả cổ phiếu mà hôm qua mình có nói giới thiệu là có thì anh chị chú ý được các cổ phiếu như ví dụ PVB, đấy PVB anh chị thấy chưa, đấy thì như hôm nay thì nếu với nguyên tắc mua anh chị cũng không mua được, đấy chỉ có con PVC này thì hôm nay anh chị sẽ mua được. Tất nhiên những cổ phiếu lên sau thì thường nó chậm hơn đúng không, nó sẽ chậm hơn,
Ngoài ra trong nhóm ngành dầu khí còn có con PVT gì nhá, PVT là vận chuyển dầu khí. Đấy, thì hôm nay á, nếu với nguyên lý á, là anh chị vẫn có thể mua được một phiên ở phiên hôm nay cũng được. Tức là khi nó bứt khỏi vùng giá 29.000 á, là anh chị có thể tham gia được, ok. Đấy, tất nhiên cổ phiếu này thì nếu như anh chị chưa mua thì cả phiên tới anh chị vẫn có những cái điều kiện, anh chị vẫn có những cơ hội anh chị tham gia. Vì sao? Vì cái nền này còn lỏng, khối lượng còn lớn thì nó thường là rất khó lên, thứ nhất. Thứ hai là cái vùng đỉnh trước này, nhìn thấy vùng đỉnh trước của nó là vùng giá 30.000 này này. Do đó là theo quan điểm mình á, thì mình cũng không biết được nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cả phiên tới có thể nó hướng lên cái vùng đỉnh trước này. Vùng đỉnh trước này á, thì xác suất cao nó sẽ có quá trình tạo nên dao động ở đây. Và khi nó tạo nên dao động ở đây có thể là nó kéo ngược khi chạm MA10 hoặc MA20. Hoặc là nó có một phiên test cúng ở vùng giá 30 này. Vùng thôi anh chị nhá, mình không biết được ở điểm nào chính xác đâu. Thì anh chị sẽ có một cái điểm anh chị vào đây. Đây, anh chị có thể nhảy vào được ở vùng này. Thế đó là đủ nhóm nhóm ngành dầu khí. Còn nhóm ngành bánh thì chúng ta lượt qua, chúng ta xem về yếu tố thị trường, còn chúng ta không thể đánh đấm giai đoạn này được. Vietcombank thì hôm trước mình có nói anh chị rồi, sản xuất cao nó có thể test lại đấy, và như hôm nay nó đang có trình test lại anh chị này, tất nhiên quá trình test này chưa hoàn thành, đúng không ạ? Thì những cái này là ở video cuối tuần là mình phân tích vì sao thị trường có thể có điều chỉnh, là lý do nó là mình đã giới thiệu anh chị rồi, đúng không ạ? Và khi nó test lại vùng đỉnh này và nó có một đáy thì nó thường có chút thể test lại thôi. VPBank này, VPBank hôm qua mình nói chỉ là nhờ ở những cái vùng đáy này anh chị biết rồi, đúng không? Và bây giờ lên đây thì nó cần phải có quá trình cân bằng thôi. Nếu như tính xa và đánh dài thì anh chị có thể mua quanh vùng này được, còn nếu như đánh mà đánh ngắn thì rõ ràng là sẽ không có điểm mua. Còn mình thì mình không tham gia những cổ phiếu như thế này. Vừa rồi thì mình có mua VIB được 11%, đấy 11%, đúng không? Nhưng mà mình bán hôm qua rồi. Đấy, vì lý do vì sao là bởi vì cái điểm vào của mình đấy là nó không đẹp. Là thứ nhất, thứ hai là cái nền nó lỏng, và thứ ba là nó nền nó ngắn. Đấy, thì mình bán hôm qua. Đấy, thì mình hôm qua mình có nói là nó sẽ nhung nhăng ở đấy một số thời gian, nhưng con cửa lên là rất khó, chính vì vậy mình chạy bán, đúng không ạ? Đó là VIB. Còn Techcombank về thôi, Techcombank hiện tại xu thế của nó là vẫn đang trong xu thế lên, nhưng mà nó đang có gạp dưới. Thứ nhất, thứ hai nữa là vùng này nó mình cho rằng là nó sẽ tiếp tục là cân bằng tích lũy, con cửa lên nó sẽ không cao. Đấy, rồi MB cũng vậy thôi anh chị, MB hôm nay test là đỉnh này, kéo lên này. Đấy, và khả năng để nó sẽ tiếp tục tích lũy là xác suất rất cao, con cửa lên trong ngắn hạn nó sẽ chưa cao đâu. Đấy, STB hôm nay liên quan thông tin cả kiểu đấy, nhưng mà khối lượng lớn thế này chúng ta nên đặt ra những câu hỏi, đúng không ạ? Vậy thì ai bán ai mua? Đấy, chắc chắn là nhỏ lẻ phải bán, còn nhỏ lẻ mua chắc chắn cũng có chứ không phải không. Nhưng mà số nhỏ lẻ mà tham gia mua khi nó những thông tin xấu và khi nó giảm mạnh thì thường là sẽ không nhiều. Đấy, do đó là đấy có thể là những yếu tố thông tin nó tạo, bởi vì vùng này nó lỏng, vùng nó lỏng dao động chứng tỏ nhỏ lẻ nhiều thì rõ thường nó sẽ có những thông tin. Đấy, nó cổ phiếu này đang có nhiều lần có thông tin anh chị biết rồi, cổ phiếu này là một, VND là hai, là những cổ phiếu hay có thông tin, đúng không ạ? Thế đó là mình phân tích quá như vậy để anh chị đánh giá được cái xu thế thôi. Đấy, MWG của anh chị này, MWG vậy đúng không? Đấy, thì hiện, xin lỗi anh chị nhé, CTG nhé, không phải MWG, xin lỗi. CTG vậy thôi, xu thế của nó khả năng sẽ là xu thế sẽ xoay quay đi ngang, còn mà để mà lên nó trong ngắn hạn là chưa. Còn lên được thì nó lên vùng giá 36.000 này, nó sẽ tiếp tục lên tích lũy thôi. Do đó tổng quan chung là dòng bánh anh chị sẽ không có điểm để vào. Rồi, tiếp theo là dòng thép. Dòng thép hôm qua mình có phân tích cho anh chị, đó là cổ phiếu Nam Kim. Lý do vì sao như phiên hôm qua chỉ có một điểm mua là lý do là mình đã phân tích anh chị trong video hôm qua rồi, đúng không ạ? Trong hôm qua nếu như anh chị mà chưa xem thì anh chị xem lại video qua. Vì sao mà mình giới thiệu anh chị trong video mình phân tích hai cổ phiếu đó là điểm mua tẹt cung là HTN, tí nữa trong nhóm anh xây dựng mình sẽ nói qua anh chị một lần nữa. Và trong thép là mình lấy hai cổ phiếu, không phải là hai cổ phiếu tối ưu, nhưng mà những cổ phiếu đó là những có điểm mua. Nếu như anh chị không mua được từ những vùng này thì như hôm qua là một cái điểm mua. Đấy, và mình đã phân tích hôm qua, đúng không ạ? Còn như hôm nay đoán là nếu như anh chị bây giờ anh chị còn cơ hội không? Không. Thì mình trả lời với anh chị rằng sẽ có. Nếu như cả phiên tới nó tiếp tục tích lũy trên cái vùng giá 26.000 này, có thể là nó sẽ có một quá trình nữa anh chị nhá. Quá trình cân bằng ở trên vùng giá 26 và khối lượng nhỏ. Và sau đó nó có chạm MA10, nó rủ với MA10 nó kéo ngược lên là anh chị sẽ có một cái điểm mua. Đấy, đó là gọi là kỹ thuật mua đèo kéo ngược. Thứ hai nữa là nó có thể là nhá, cân bằng siết chặt phía sau á, và nó có thể thu hẹp lại cái biên độ này thì anh chị cũng có thể là có một cái điểm là anh chị mua. Thu hẹp biên độ này anh chị muốn tìm một điểm vào, ok, là anh chị sử dụng cái khung thời gian 1 giờ, đúng không ạ? Còn hôm nay nó còn kéo rất ok rồi, có thể là nó sẽ vào thì tăng luôn đi. Nó tăng luôn thì rõ ràng anh chị sẽ không còn cái điểm này vào anh chị vào, đúng không? Còn Hoa Sen hôm nay kéo rất là tốt này, nhưng mà nó đang có vùng đỉnh trước ở đây anh chị này. Đỉnh ở phiên hôm mở gạp đấy, và khối lượng lớn này thì xác suất cao thì phiên mai tăng giảm bao nhiêu không biết, nhưng mà xu thế là nó sẽ có những cái điểm anh chị sẽ tham gia thêm, đúng không? Rồi với cái đồng vậy. Và nhóm này giai đoạn này thì thường đang Hoa Phát có vẻ yếu hơn, có vẻ đuối hơn, đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay cũng là một phiên là test lại cũng đáy này, và những cái đáy này là hôm ở video của tuần mình với anh chị gì ạ, khi cổ phiếu nó lỏng lẻo này, nó có một đáy này thì thường nó sẽ hình thành mẫu hình vai đầu vai, hoặc là nó một hình thành hai đáy
Ở video thứ sáu của tuần trước mình đã phân tích anh chị đấy, anh chị mà xem theo mà anh chị theo dõi là anh chị thấy rất rõ điều này, đúng không ạ? Như vậy mình thấy rằng là đối với dòng thẻ anh chị vẫn còn những cơ hội, như vẫn còn điểm vào. Vấn đề để có một điểm tối ưu, anh chị kết bạn với mình thông qua số điện thoại đang có trên màn hình nha. Bây giờ chém gió tí nhá. Rồi nhóm tiếp theo, nhóm ngành bất động sản. Bất động sản thì những cổ phiếu mà anh chị hiện tại các đã lên vì nhà kháng điên thì anh chị cần phải chờ thời gian, còn hiện tại những cái nền này là anh chị sẽ không đu được đâu. Tất nhiên khi thị trường lên với những cổ phiếu nó có thể lên, chứ không phải là nó mua đấy là sẽ không còn, là không phải, nhưng mà độ rủi ro nó sẽ cao, do đó là anh chị sẽ không có những cái điểm mua trên này và anh chị cần phải chờ. Tương tự như vậy đối với DG, vậy nó đã bứt lên khoảng hơn 20% ở đấy rồi, thì những cổ phiếu như thế này thì nó một tái tích lũy lại thì anh chị sẽ có điểm vào. Còn trong trường hợp mà nó kiểu là dao động lòng lèo ở phía trên á, nó tiếp tục cả một lòng lèo á, là anh chị không có tiềm điểm để anh chị vào đâu. Và nếu nó lên luôn thì anh chị sẽ không có những điểm anh chị vào. Rồi tương tự như vậy đối với đất xanh cũng vậy. Đấy, nó đã bứt khỏi vùng nền rồi. Đấy, thì sẽ không có điểm vào. Và những cổ phiếu phía sau thì nó sẽ chậm mất, đúng không ạ? Mình lấy ví dụ như con đây, con sell thì anh chị sẽ có vẫn con cái điểm vào. Nhưng mà thường là những con mà lên sau thì thường nó sẽ chậm mất. Đấy, thường là như vậy, nhưng cũng phải là quyết định tất cả. Có những giai đoạn những cổ phiếu nó lên sau, nhưng thực tế ra sau đó nó vẫn mạnh hơn, nhưng mà số đó nó không nhiều. Nhưng mà những cổ phiếu này là anh chị sẽ vẫn con điểm mua này, đó con sell này. Đấy, thì ví dụ phiên mai nó tăng luôn là anh chị mua được không? Thì nó tùy khối lượng. Nếu như mà anh chị muốn đánh ngắn thì nó bứt lên hẳn, và khối lượng lớn thì anh chị có thể đủ được, nhưng mà đánh đó là đánh ngắn thôi. Đấy, tất nhiên thì khi đó thì giá nó sẽ không ok. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa trong cái nhóm này một cái cổ phiếu nữa đó là con SCR. Đấy, SCR cũng là một cái lựa chọn. Tức là nó đã có một cái nền tích lũy và nó đã có yếu tố dòng tiền vào rồi đấy anh chị này. Đấy, thì nó đã có quá trình vượt đỉnh và nó đã test lại đỉnh rồi này. Đấy, thì mình nói anh chị là những cổ phiếu như thế này á, là đấy là bây giờ ở giai đoạn hiện tại thôi, còn mà nó tối ưu để có lợi nhuận anh chị thì nó sẽ không cao nữa, đúng không ạ? Rồi SCR là một cái lựa chọn này. Rồi ví dụ sell cũng một lựa chọn này, đúng không ạ? Ví dụ như vậy thôi, mình cũng không thể nói hết được, đúng không ạ? Rất là nhiều cổ phiếu, còn cả cổ phiếu khác nó đã lên thì rõ ràng là anh chị có anh chị cầm thôi, còn bây giờ mà hôm mua thì rất là dễ vỡ mồm mà đến cái vùng đỉnh, đúng không ạ? Dễ mà đủ đỉnh lắm. Đấy, đó là về bất động sản. Còn trong nhóm khu công nghiệp á, còn nhóm khu công nghiệp thì con một điểm anh chị có thể tìm được là con KBC. Khi cổ phiếu mà lên gặp vùng đỉnh được, cả năm mình đã nói gì rồi là nó phải mất thời gian tích lũy. Đấy, anh chị thấy chưa? Khi nó chạm lên cái vùng đỉnh trước này, ở vùng giá 36.000 thì nó đã có 5 cây điều chỉnh lại. Tất nhiên 5 cây điều chỉnh lại này anh chị thấy có một cái nét đặc trưng á, đó là khối lượng nó nhỏ. Đấy, và biến đồ nó không lớn. Và nó vẫn giữ được trên MA20. Thì như hôm nay nếu như nguyên tắc mua thì anh chị có thể mua một phần, vì thế khi nó chạm chưa chạm đến MA20 nhưng nó kéo ngược lên thì như hôm nay anh chị vẫn có thể mua được. Đấy, như hôm nay là anh chị vẫn có thể mua được, đúng không ạ? Còn nếu như anh chị chưa mua thì cả phiên tới nó có hướng lên 36.000 này, nó hướng lên cái vùng đỉnh trước ngắn hạn ở đấy á, thì thường nó sẽ có quá trình là tích lũy một số phiên ở phía sau. Và khi nó tích lũy ở một số phiên ở phía sau á, thì anh chị sẽ sử dụng cái kỹ thuật nào đó. Có thể là anh chị sử dụng khung đồ dưới ngay, hoặc là anh chị sử dụng kéo ngược, hoặc là biến đồ thu hẹp gì đấy để anh chị thì tìm một cái điểm anh chị vào. Cái này thì nói bây giờ nó rất là khó, bởi vì là nó chưa diễn ra. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó còn tùy vào những diễn biến trong phiên. Đó là những cái cổ phiếu này anh chị nên chú ý. Đó là con Kinh Bắc. Còn các cổ phiếu khác ví dụ như là SZC thì mình cho rằng là nó đã lên thì trong trường hợp nó phải tái tích lũy lại. Còn như thế này thì rõ ràng nó sẽ không vào được anh chị. Đấy, có tiền thì vào được, nhưng mà hiện tại nói về điểm mua cho nó an toàn, nó phải có một lợi nhuận và độ an toàn cao, thì rõ ràng là những cổ phiếu này thì rõ ràng không phải là một cái lựa chọn, đúng không ạ? Rồi ví dụ EDC cũng vậy, hôm nay nó lên nhưng nó đang gặp tiền về vùng đỉnh trước rồi, ở đấy rồi. Đấy, thì có thể là cả phiên tới nó tiếp tục tích lũy lại, tái tích lũy lại thì giống như KBC lúc này mình phân tích ấy. Thì nó phải có một quá trình là thu hẹp cái biến độ phía sau, hoặc siết chặt phía sau, hoặc là khối lượng nhỏ phía sau, các kiểu thì sử dụng một cái mẫu hình nào đó phía sau thì anh chị sẽ tham gia được. Còn nếu không là anh chị sẽ không vào được đâu. Ví dụ như giai đoạn anh chị thấy này, nó lên nó gặp vùng đỉnh trước anh chị này. Gặp vùng đỉnh trước nó bứt lên, gặp vùng đỉnh trước nó tích lũy thì ở đấy là mấy ạ? Gần đến 3 tuần anh chị này. Nó siết chặt khối lượng nhỏ lại thì anh chị sẽ mua ở phía sau này. Đúng không ạ? Rồi, đó là KBC. Xin lỗi, đó là EDC và nhóm khu công nghiệp thì mình giới thiệu quá như vậy thôi. Còn nhóm tiếp theo là nhóm ngành điện. Nhóm ngành điện thì trong nhóm này thì có con gạch. Hôm qua mình phân tích cho anh chị rồi. Khi cổ phiếu mới lên này nó ngắn này, là thứ nhất này. Thứ hai nữa là nó lòng này. Thứ ba là nó gặp vùng đỉnh trước á, thì nó có kéo lên á, thì sáng nay chắc chắn đang nhiều anh chị này nó ô ê rồi chúc mừng cả kiểu. Đó là như là gạch lên vượt có thể vượt đỉnh hay không, nhưng rất khó. Nên ngắn khối lượng nhỏ dao động thì thường nó rất khó, do đó là đấy là một cái lựa chọn sắp tới. Mà nếu như nói như tiếp tục tích lũy lại thì anh chị sẽ có tìm những điểm gì vào.
Đấy thì cùng rất là nhiều nhóm ngành ở xin xin lỗi anh chị, đó là nhóm mà xây dựng có HTN này anh chị này. HTN hôm qua mình phân tích rồi. HTN hôm qua là một cái điểm mua, nhưng không phải mua là hàng về là ăn ngay đâu. À, như hôm nay nó tham chiếu đấy, nhưng mà nếu như hôm nay nó giảm khối lượng nhỏ, biến đồ nhỏ là anh chị vẫn có thể cánh mua được. Rồi kể cả phiên mai nếu như nó giảm lại biến đồ nhỏ khối lượng nhỏ lại, đó cũng là một lựa chọn. Còn nó bứt luôn thì rõ ràng anh chị sẽ không mua được, đúng không ạ? Nó giống giai đoạn này anh chị này. Nó tẹt lại đấy có khối tiền vào, nhưng mà sáu cái bứt lên chạm đến kháng cự thì nó sẽ có những cái biến đồ nhỏ khối lượng nhỏ phía sau, là anh chị sẽ có những điểm mua phía sau, đúng không ạ? Những con này thì anh chị sẽ tìm cái điểm thì như phiên mai nó giảm khối lượng nhỏ và biến nhỏ thì anh chị tham gia được. Còn mua là phải là mua như hôm qua này, mua như hôm qua thì nó khá ok. Thứ nhất là cái giá nó cùng mềm, thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là như này, cái lợi thế về cái tế. Còn ví dụ như phiên mai nó giảm thì thường là nó sẽ không lợi thế về một cái tế nếu như anh chị đánh ngành ngắn, đúng không ạ? Tiêu rất là nhiều nhóm ngành, nhưng mà mình xin phép dừng tại đây. Anh chị mà theo dõi kênh, anh chị chưa đăng ký kênh ấy, thì anh chị nhớ đăng ký kênh và anh chị nhớ cho mình một like nhá. Còn những người trao đổi thảo luận và có những ý kiến trái chiều, hoặc là có những ý kiến nào chúng ta cần trao đổi bàn luận, thì anh chị có thể để lại bình luận phía dưới. Đấy. Xin chào, hẹn anh chị trong những video lần sau.